mưa lớn quá rồi. Đây là chỗ gọi là bán những cái món quà lưu niệm nè. Và cô đi chơi thì mình sẽ khám phá quầy lưu niệm trước. Đây như miếng nè. Các bạn coi nè. Wow. Ngươi sẽ đi lên nha. Sau khi mà vừa bước ra khỏi cái nhà hàng Beer Plaza âm nhạc đó thì ngươi sẽ đi vào khu vui chơi. Khu vui chơi trong nhà cực kỳ to luôn. Và ở trên tầng 2 thì là khu khuyến mãi này, mình sẽ lên xem thử nha. Vào khu vui chơi. Bây giờ đi vào khu vui chơi Fantasy Park. Giờ dưới muốn chơi gì trước? Thì đồ nít không mà con cho chơi đi. Thôi dưới phải lên chơi con. Thôi lấy vô dưới hình với con mà. Dưới đứng ở đây dưới ngoài cho con. Bây giờ Ngân sẽ chơi cái trò bay bay lượn lượn này trước nha. Hours later. Hai cái bạn mới bước từ Bà Nà Hill đi xuống, mệt là cả người luôn. Ngư rất tiếc một cái là Ngư không có quay được những cái trò chơi mà Ngư tham gia cho các bạn coi được. Sau đó chị đi đem được cho Ngư một ly Starbucks. Nàng tiên cá hai đuôi. Ngươi nghĩ là bây giờ ngươi sẽ về khách sạn, sau đó là mình đi massage. Không thôi, thì mình sẽ đi ngủ. Để đi ăn tối, rồi ăn dễ lý. Hôm nay mình về.